Cái này nó dụ gái giỏi lắm. Thôi, xong đi. Mình thì dễ bị dụ. Xong rồi. Okay, xong chưa? Okay, bắt tay rồi. Đây là tay. Bây giờ là mua cây kia xong nó mua cái này. Nó mua từ từ. Em nó bảo là chưa bỏ xe. Nó cho bỏ mời bỏ em Cúc nói. Đủ xe, đủ phát biểu. Xin cả nhà một tràng vỗ tay cho ông. Em ra phỏng vấn đi nhanh lên, nói chậm, ra phỏng vấn đi. Phỏng vấn. Đấy. Phỏng vấn anh Sử cái đi. Anh yêu gì ạ? Mình rất cảm ơn anh mình, hôm nay là rất yêu ái đó. Mình cảm ơn mà chúc tất cả mọi người bữa tiệc tối này rất vui vẻ, trẻ khỏe yêu đời nha. Chào chào đời. Thế thì nói rằng là anh đi đổ một cây kia là bàn tiệc sẽ thêm hai món. Và bây giờ đổ tiếp một cây đấy nữa thì chắc là bàn tiệc phải thêm hai món nữa rồi đấy. Chúc mừng em Sử Tôm luôn luôn quyết đoán. Nãy thấy em lượn khoảng tầm 3 vòng đấy, nhưng mà em lại vào trong kia bắt con trong. Bây giờ bắt con ngoài. Okay. Ý đồ kinh khủng, bạn Thành thấy không? Ý đồ không? Bạn Thành. Ý đồ. Chồng nấu đời khả năng xem có được không? Không, vẫn còn tiếp đây. Vẫn còn tiếp đây. Nổ tiếp đây. Mình muốn chết xe uống rượu đấy. Kiên, ra nhà tí. Em cảm giác khi cây này anh Sử lấy em thế nào? Em vòng qua một lượt vì từ trước giờ anh thấy trên Facebook là em bắt rất nhiều đồ quý rồi. Anh Sử mua cây này là đúng rồi bởi vì... Em ra bên cạnh những cây nói chuyện một xíu. Đấy. Thế nào? Thứ nhất là anh Sử là người thích cây cổ, cây nguyên bản, cây già, cái dáng nó là cái dáng cây rất lạ, đẹp. Những cái cây như thế này thì thực ra là bây giờ cũng còn nhiều. Những cái phôi thì có thể còn nhiều nhưng mà cây nguyên bản như này còn ít. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Nàng nàng ấy nhỉ, đúng trường trắng nàng à? Anh đang kéo gái thôi. Luôn video anh Sử Tôm vừa mua tác phẩm đặt luôn tên cho. Là tên luôn là tên gì á? Là tên luôn đi. Chưa đặt. Đừng đẹp. Con này gọi là con phượng hoàng rã cánh. Đưa đi. Cái gì? Phượng hoàng rã cánh. Phượng hoàng rã cánh. Đây này. Tiếp bắt đầu Sử Tôm. Bianca ra quay mặt sau. Dạ. Yeah. Đây Bianca quay cho quý vị một chút để quý vị ngắm. Cây thì em Sử mua thì thật sự là nó những cây là rất già, quý vị ạ. Rất là già. Em chào anh bạn chồng nha. Xin chào video Bianca. Dạ vâng. Chào anh khán giả. Anh cảm nhận đồ thế nào anh? Hôm nay là những ngày vui của anh Thinh và có những cái vụ giao dịch cũng khá là nếu mà nói về tài sản này một lượng khá đấy. Vâng, hôm nay anh rất nhiều rồi anh nhỉ? Rất nhiều cái bắt tay đúng không anh? Nhiều cái bắt tay mà toàn những cái bắt tay nặng tiền đấy. Dạ vâng ạ, và cảm ơn anh rất nhiều. Đấy quý vị. Đang rất nóng. Có một số cây bắt tay với ông Sai để chia sẻ trên. Đâu rồi ông Sử ơi? Đấy. Ông vừa bắt tay cây nào nữa đây? Đây chú ơi, đây cây này. Cây này à? Vâng. Bác xem có được không? Bác xem có được không? Cái này bác cứ ngắm. Tinh nó quyết đúng không ạ? Bác xem bác bình với cả bài thơ. Là bình bài thơ đúng không ạ? Cái này có con vượng hoàng ấy không? Theo Sai xin phép dừng đây nhá, nhạc lên bây giờ.